Sáng 7 tháng 11, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết đã khoanh vùng được máy bay IAC-130 rơi trong lúc hai phi công bay huấn luyện vào trưa qua tại khu rừng ở huyện Lapa, Gia Lai. Nơi này cách thành phố Quy Nhơn, Bình Định khoảng 90 km. Vị trí của máy bay được xác định bằng các đài radar khi ghi nhận nơi máy bay bị mất tín hiệu cuối cùng. Hiện lực lượng đã huy động hơn 10 tổ đội, gồm lực lượng của quân khu 5, quân chủng phòng không không quân, công an địa phương, kiểm lâm đã tiếp cận gần khu vực máy bay rơi, phải đi đường bộ thêm vài km. Các thiết bị đào bới, máy kéo cũng được đưa đến để đưa máy bay lên, tìm hộp đen giải mã. Việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do rừng rậm, mưa to gió lớn hình thành các con suối cắt qua các tuyến đường mòn trong khi dòng chảy rất xiết. Trước đó, vào 9 giờ 55 phút hôm 6 tháng 11, hai phi công gồm Đại tá Nguyễn Văn Sơn ngồi buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong ngồi buồng sau, lái chiếc IAC-130 bay luyện tập từ sân bay Phù Cát, Bình Định. Đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc buổi tập hạ cánh, phi công phát hiện máy bay gặp sự cố nên xử lý tình huống khẩn cấp nhưng không thành công nên đã báo chỉ huy bay và được phép nhảy dù tại khu vực trường bắn TB2, huyện Tây Sơn, Bình Định và đáp xuống vùng rừng núi Hầm Hô. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy hai phi công vào tối qua sau 10 tiếng xảy ra sự cố. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an thành phố Bắc Cạn nhận được đơn đề nghị điều tra giải quyết vụ việc tranh chấp biển số xe ngũ quý 97B1 ngũ quý 9 của ông Ngô Thành Quy, trú tại thành phố Bắc Cạn. Sự việc gây xôn xao dư luận bởi tối 11 tháng 8, tài khoản mạng xã hội có tên là Huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, thường được gọi với biệt danh là Huấn Hoa Hồng, phát đi đoạn clip dài gần 8 phút chia sẻ rằng người này đã mua chiếc xe SH biển số 97B1 ngũ quý 9 với giá là 490 triệu đồng vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, biển số xe trên đã xảy ra tranh chấp, trục trặc nên ông Huấn Hoa Hồng đã lên mạng kêu cứu. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn xác định vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp hình sự vì việc mua bán biển số xe trên là thỏa thuận dân sự giữa các bên, không có hợp đồng, văn bản ràng buộc về pháp lý. Mọi thỏa thuận đều được các bên trao đổi thống nhất qua điện thoại. Thêm nữa, biển số xe trên đã được định danh cho ông Ngô Thành Quy theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Do vậy, công an đang tập trung xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật.